Ơi thế ạ, tức là một số cái ở trong xe là thiết kế như là phần nhựa và phần dán keo nỉ trần ấy là khá kém và nóng bị bong ra. Xin chào anh em, hôm nay là tụ họp 99 xe VF9. Đây, đây là một lượt hàng xe VF9. Cái này là anh em đang xếp chỗ một tí nữa, đến giờ mình sẽ diễu hành tất cả xe VF9 ở đây. Hôm nay tụ họp rất là đông luôn, anh em thì đang bàn tán ở góc kia, tí nữa mình sẽ ra phỏng vấn nhé. Đấy, rất là đông luôn. Đấy, rất là đông. Ở bên kia này kìa, đấy, anh em xếp rất là nhiều chỗ. Rất là đông chỗ luôn. Trong quá trình sử dụng thì các bác thấy VF9 như nào? Cơ bản là nó chỉ có cái phần mềm là chính thôi. Cụ thể hơn đi. Thẻ thì như xe của em thì là đang đỗ xi nhan nhiều. Nào mà đi nhiều là hay đỗ xi nhan. Thì ở bên ngoài thì nó có tin hiệu nhưng bên trong là nó không báo cái gì cả. Nên chắc các lỗi cảnh báo thì nhiều lắm. Không có lạ gì. Nhiều lắm. Không có lỗi cảnh báo ai ý niệm hiện lỗi ảo. Cơ bản là thế thôi. Thế về và vận hành vì dung điện pin thì mọi người có thấy hài lòng? Dung lượng pin thì hiện tại thì nó đang nó khá sát với công bố của hãng. Đấy đấy, bọn em tổ chức cuối tuần như thế, bọn em cũng mời hết. Đi trung bình thì nó khoảng 400. Về độ ồn sao thì thấy nhiều anh em là cũng không hài lòng về cái độ ồn lắm. Thế là độ ồn thì cũng mức là ok, mình thấy không đến nỗi mà ồn quá. Thực ra thì ồn thì nó cũng sẽ có ồn, đi những cái đường xấu thì nó sẽ ồn hơn. Nhưng mà cơ bản là so với cái lốp này nó hơi mỏng. Nếu mà so với cái lốp này thì nghĩ là ok. Gương vào nhóm, bây giờ vào nhóm ra luôn. Nếu mà trước đấy thì bạn đang đi xe gì nhỉ? Lacetta. Lacetta. So với Lacetta thì con này cái nhôm tốt hơn bảo sao. So với SA đúng không? Bạn thế thì bạn đi SA rồi thì bạn đánh giá kỹ hơn tí về cái treo phí nén đi. Thì cảm giác giữa SA và con này treo phí nén nó như nào? Treo con SA thì nó sẽ thiên về cái nó êm hơn. Thì con này nó thiên về cái ví dụ là nó chắc xe và khi mà mình lái vào cua thì nó cái độ ổn định nó tốt hơn nhiều. Xe này thì nó sẽ thiên về mình lái nhiều hơn. Đi xe này thì là chắc, khỏe, ổn định và độ vọt, độ viết các thứ là nó rất là ngon. Trước đấy là bác là đang đi xe gì? Trước đấy là mình đi xe tốt thôi. À xe tốt. Thì mình chuyển sang cái này thì cái mã lực của nó lớn hơn gấp 3 lần nên là nó khác biệt rất là nhiều. Chi phí vận hành là rẻ, bây giờ mình đi được 1,5 vạn rồi mà không có nhắc là đi bảo trì thay dầu gì cả. Điều gì bác quyết định một phát vọt sang xe điện để mà chơi? Nó có nhiều cái lý do, trong một trong những cái lý do đấy là muốn thử cái mới và muốn thử những cái ưu đãi của trong cái cộng đồng Vin. Thế thì bác có đang ở nhà Vin không? Hay là mình đang ở trong khu Vin? À, thế ở nào đi xe Vin là đúng. Sáng miễn phí 2 năm mà. Thế thì đấy thì lại quay lại mấy câu hỏi cũ là như là về độ ồn, cách âm này các thứ thì bác có thấy gì không? Thì đấy là về câu chuyện về độ ồn thì mình cũng chia sẻ ở đây thì có mọi người rất nhiều ý kiến là xe nó ồn. Thì về xe điện thì mình nghĩ là nó quá êm bởi vì nó không có độ rung của động cơ.
thì mình lắng tai nghe thì những cái tiếng vọng lại của lốp chắc chắn là có. Còn mình đã thử những cái cảm giác của mình, mình đi ở trên cái đường dân sinh này, mình đi ở trên đường cao tốc này, mình hạ cửa kính xuống, xong rồi mình đi một khoảng một đoạn, xong rồi mình kéo lên, thì là mình sẽ thấy được cái sự khác biệt của nó rất là lớn. Cộng thêm nữa là cũng có rất nhiều các anh của mình, các anh ấy đi những cái xe rất là cao, mà các anh ấy đi lên, các anh cũng chia sẻ nói rằng là nó cách âm những cái tầm tiền như thế, mà cái dòng xe như thế mà cách âm rất là ổn. Thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề âm thì nó do cái nhu cầu của mỗi người, và nó do cái gọi là cái gì nhỉ, như là sự khắt khe của mỗi người đó. Xe của bác là con bản 7 chỗ hay bản 6 chỗ nhỉ? Mình là bản 6. Bây giờ Hải lại phỏng vấn tiếp anh Hạnh, chủ xe mà đã gần như bây giờ là cũng là lên full mọi thứ rồi đúng không? Gần full rồi, chưa full hết đúng không? Thế thì anh kể thêm một chút là giữa là trước đấy, trước khi làm và sau khi làm thì anh cảm thấy như nào? Thì như mình đã chia sẻ trên một số clip ấy, thì xe mình khi mà làm lấy về thì nó đi là khá ổn. Tại vì trước mình đang đi con mẹ là xe thôi, nhưng mà nó cũng ồn với ù, nó cũng vừa phải. Nhưng mà con này thì ồn thì không nhiều nhưng ù lại rất lớn. Vậy anh ngắt lời tí là một số bác thì lại kêu là với xe nguyên bản thì các bác ấy lại thấy khá là hài lòng. Thế thì ai có phải là mình đang khó tính hơn so với mọi người không? Thực ra là vấn đề là mình chuyển từ xe nào sang. Đúng. Tức là trước đó mình chuyển xe nào, quen cái xe nào. Thì như mình trước kia đi thì nó xe kia nó cũng ồn nhưng mà nó không ù, tức là ù là tiếng ngân sau đó ấy. Thì nó không gây đau đầu. Nhưng mà bản này thì mình lấy về thì đi được 3 tháng nhá, mình mới làm nhá, không phải làm ngay. Thì sau 3 tháng đi thì mình mới quay ra đi trong ồn, bởi vì nó ù đau đầu. Vợ mình là người chơi nhất thì mình mới đi làm và thấy. Thì làm xong bây giờ chung là đi ai cũng khen là ổn, là xe đầu tiên bên họ nghiên cứu để chống ồn. Mất 4 ngày mới xong. Thì nhưng mà làm xong thì họ vẫn chưa ưng lắm. Thì họ vừa làm vừa các xe khác, họ lại thêm một chút cái nữa thì nó tốt hơn nữa. Thì cho nên cái xe sau này thì lại tốt hơn nhiều, thì họ mới bảo là cho mình đưa về để gọi là làm lại. Cho nó ổn hơn nữa. Bởi vì là tức là bạn hiểu là tức là mình trước là mới thì điểm 5 lên điểm 7 thôi, 8 thôi, nhưng đến 9, 10 chưa tới. Thì họ muốn lên như thế nữa thì họ làm tiếp rồi. Coi như bây giờ là đã giải quyết được hết toàn bộ cái khâu rồi đúng không? Cơ bản là tốt. Còn tất nhiên là xe này nó sạc to, đi tốc độ cao, gió vẫn cuộn là đương nhiên. Vì gió cuộn gió với cái kính ấy, mình xe mình là xe kính mà. Nó sẽ cái việc cái âm rất là kém mà kính ra xuống ấy. Thì nó tùy thuộc vào những anh em nào, như con anh em đã đi còn Eco ấy, rất là ngon, lại không ồn mấy. Vì nó lốp nó dày này, trần nỉ này. Đúng rồi. Thế là rất là êm. Cho nên là chúng ta sẽ có những khác nhau cái bên đó. Cũng có thể là phiên bản 6 chỗ nó chân kính nên là nó cũng bị quẩn gió, quẩn ù. Vì nó không có cái phần nỉ là tản tiêu âm bên trong. Vì xe mình có như trắng lốp, rồi là mình lên lắp con AQ LFP vào đấy. Thì nói chung là bây giờ thì mọi thứ nó cũng gần như là cứ đi thôi, không có gì phải lo cả. Ok. Nhưng mà trước đấy thì đấy, nói câu chuyện LFP thì trước đấy là con AQ gốc ấy, thì của bác đi nó có gây lỗi như một số con VF8 đời trước là hay đi nó bị nằm đường các thứ, mà sao lại quyết định lên LFP? Thực ra thì như này, mình là dân kỹ thuật gốc, mình hiểu rất sâu về vấn đề vì sao lỗi, lỗi ở đâu. Thì như con xe này ấy, là các xe mà không vào số đường gì là AQ không đủ nuôi cho bộ điều khiển số, và không nóng được điện vào từ cái contactor, từ pin vào xe. Thì như vậy là gì, khi mình đo dòng ấy, thì nó tụt xuống gần tầm 12.8V. Tức là điện áp rất thấp, dung lượng thấp quá, không dung được mà điện áp thấp. Điện áp thấp gây ra là gì, nó không đủ điện để nuôi các môn điều khiển và lỗi nhiều. Thì bản thân VF9 cũng thế, cũng bị thế. Nhưng mà mình hiểu nó, nên mình tức là lên xe mình phải từ khởi động và mình tắt bớt các dịch vụ, như mình không bật đèn chào mừng, nó giảm điện xuống. Vì khi mình đo dòng điện tới 32A rất cao nhá, nhiều người không biết, là mọi người cứ nghĩ là bình thường, không phải đâu, cực kỳ lớn, dòng lớn. Thì như vậy là mình hạ một số cái xuống thì nó sẽ tôi đi là chẳng có một chút lỗi, như là lỗi về đèn xi nhan, lỗi về đèn mặt trận không nhiều. Nhưng sau đó thì khi mình thay xong thì giờ đi là chẳng lẽ cứ là xe điện đập mà đi thôi, rất nhanh. Câu chuyện là ok, nhiều anh em mình chơi NFP rồi thì thay vì nếu mà mình không chơi NFP mà mình chơi một cái vẫn là AQ nhưng mà AQ nó xịn hơn, nó to hơn thì nó tại, có tại vì lại vấn đề đấy là gì, cái giá đỡ của AQ nó có bé, to không vừa. To không vừa, tức là đúng, nhưng mà cái con AQ NFP là gì, thì nó dung lượng nhỏ nhưng nó kích thước nhỏ, dung lượng này lớn. Tức là nó thỏa mãn được hai yếu tố là dung lượng lớn và vừa khít chỗ đấy. Anh em mà giờ anh em lắp một con 86A của Vagva cũng được, nhưng mà nó to trườm ra ngoài không đấy, thì là phải độ chế lại khung đúng không? Thì nó rất là dở. Đây mình giữ nguyên khung ấp là xong. Đấy, thì còn lại tất nhiên là gì, bản chất vấn đề là gì, là AQ 45
45 của Đồng Nai và yêu quá. Về thiết kế của xe thì mình nghĩ là ổn, nhưng mà có một số cái như là tức là về phụ thuộc vào cái tay nghề thợ ấy mà chưa được chuẩn lắm. Còn lại là xe thì phần mềm thì mỗi một ngày thì thêm một phần mềm mới thì đi ngon hơn thôi. Nhưng mình thì mình lại không lo vấn đề đấy và mọi thứ mình thấy đi bình thường. Còn lại như xe thì có một chút ồn, một chút cứng ở giảm sóc. Thì ồn thì xử lý nhưng cứng thì mình chưa làm được. Đang là tìm cách để xử lý phần cứng là ngon. Tức là với cái bóng hơi của bác là bác thấy xe là vẫn cứng đúng không? Vẫn cứng đúng không? Đi xe kiểu nó đi nặng quá. Đi gờ nó vẫn dội nớ đúng không? Dội lên người ngồi sau vẫn nhiều. Và cái hàng thứ ba mà ai mà đi đâu mà thêm người là sẽ bị sóc tư tưng. Ơi thế ạ, tức là một số cái ở trong xe là thiết kế như là phần nhựa và phần dán keo nỉ trần ấy là khá kém và nóng bị bong ra. Đó là cái điều thực sự như thế. Anh em mình khen xe nhưng mà phải chê đúng chỗ. Tức là những ai mà mình bảo là ai mà dùng rồi chê thì mình rất là thích vì sao hiểu vấn đề. Còn không dùng mà chê thì đúng không? Đúng rồi. Chê nó phải đúng lỗi, có cơ sở đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng xe này thì bây giờ mình là tráng lốp vào thì đi nó khá ổn. Thì mọi thứ đi còn lại là vấn đề chán gì cả. Từ khi làm giờ thì nó mình chưa vẫn nào phải gọi là phải nằm đường cả. Hiện tại vẫn đang lỗi ấn tự ấn nóc kìa, tức là khóa xe rồi nhưng mà nó tự mở tự ấn nóc và dẫn đến cái việc là có thể nó tự mở được cửa xe mà không cần chìa khóa. Vào quán cà phê ngồi một tiếng xong ra là pin tụt đè phát là bị luôn báo lỗi luôn, tức là lỗi toàn bộ những cái lỗi ví dụ như lỗi đèn ma trận này rồi thì lỗi đèn nhan trái không bật nên không cảnh báo này đấy thì lại phải tắt máy đi về để mà xử lý nằm khoảng 1-2 phút nữa bạn mới khởi động lại. Bán bây nữa chỉ 100 là phải hơn 400 cây và chạy lên Bù Luông chạy về đấy. Bù Luông là 1.500 mét, mình tính rồi Bù Luông 1.500 mét mà chạy lên chạy về mà từ tổng. Như thế thì lúc trong quá trình mà bác chạy lên cao thì nó có hao không? Có chứ, hao nhưng mà lúc về nó lại mình có để ý là cái lượng nó hao so với đi bình thường hao ác liệt chứ, em cứ tính lên 3 tấn lên 1.500 mét ngưỡng tốc độ là lý tưởng. Nó xuống hồi nhiều nhỉ? Xuống cái hồi này thấy hao pin nhất là hôm chạy chậm quá hoặc nhanh quá đều hôm trời lạnh như rồi á. Là bình thường ví dụ đưa con đi học và một vòng cua đi cua về khoảng 40 cây thì chỉ hết khoảng tầm 900 pin. Nhưng mà cái sáng hôm đó dậy là đi một cua về hết khoảng 17%. Tụt mất 17% trong cùng cái cung đường mà ngày nào cũng đi khoảng 900 pin đấy. Ừ, nó trời lạnh quá nên là nó dùng chắc là khá là nhiều năng lượng để nó làm sưởi ấm pin dẫn đến nó bị tụt. Về độ ồn thì các bác đánh giá như nào? Vì thấy nhiều anh em là hay có đi làm khách đông ấy thì các bác đánh giá về cái độ mà ồn ù sao? Phần xe nó tĩnh quá nên là anh em mình cảm nhận được nó ồn thôi. Chứ còn nếu mà để so độ ồn với cả các cái dòng xe khác mình ra bên ngoài thì tự nó còn đang cách âm tốt hơn. Mà nếu như ai mà trực tiếp mà đi làm cách âm có bóc ra thì mới thấy là bản thân cách âm của VinFast rất là ok. Đây, sau khi diễu hành xong thì anh em VF9 lại tập hợp bên VinUni. Đây, đằng sau này. Toàn xe chất. Đấy. Đầu bảng là 3 chiếc xe xanh đỏ trắng, rất là đẹp. Mình bây giờ đi xiên vào quê. Đấy. Dễ chưa? 2 hàng luôn. Nhiều xe VF9 2 hàng luôn. Hải đang đứng ở giữa chữ V. Hải đằng sau V9 nhỉ. VF9 nhá. Đây là V.